Riot bất ngờ ra mắt tính năng cho phép game thủ nói xấu sau lưng đồng đội. Trong Liên Minh hiện nay, người chơi thường dùng chat tổng và chat đội để giao tiếp với nhau. Ngoài ra còn có thể gửi tin nhắn riêng tới bạn bè khi trong trận. Nhiều trường hợp, khung chat chính là nơi những cuộc chiến bàn phím diễn ra. Ở bản 13.4 sắp tới, Riot sẽ thêm một tính năng mới, đó là chat tổ đội. Hiểu đơn giản là người chơi trong cùng một tổ đội sẽ giao tiếp với nhau và nội dung đó sẽ không hiển thị với người chơi khác trong trận. Mục đích ban đầu của tính năng này có thể là đảm bảo sự riêng tư về nội dung trò chuyện. Với những người cùng tổ đội, họ có thể nói chuyện về các vấn đề không liên quan tới game. Điều này có thể gây khó chịu cho các đồng đội khác nên tính năng mới này ra đời. Tuy nhiên, cộng đồng cho rằng chat tổ đội khi ra mắt có thể sẽ thúc đẩy việc nói xấu sau lưng. Game thủ có thể không hài lòng với một pha xử lý của đồng đội nhưng phải nhịn vì muốn chiến thắng. Với tính năng chat tổ đội thì họ có thể xả hết những bực tức đấy mà không lo đồng minh kia đọc được. Về cơ bản, chat tổ đội đã được Riot áp dụng cho Valorant. Vì vậy, việc Liên Minh cũng sở hữu tính năng này là điều hết sức bình thường. Biết đâu đấy, những cuộc phím chiến sẽ giảm đi khi tính năng này ra mắt, bởi những lời lẽ không hay sẽ chỉ gói gọn trong phạm vi nhỏ hơn mà thôi.